từ đầu năm, ngay từ cuối năm trước thì cá nhân tôi cũng đã đặt ra cái mục tiêu là năm nay sẽ hết quý 1 tôi sẽ đạt MDRT. Tôi có cam kết trước mặt các anh chị đại lý, các quản lý của tôi là hết quý 1 tôi sẽ là MDRT. Luôn luôn phải nhắc nhở mình. Ngay cả bản thân tôi thì ở chỗ nào tôi cũng dán chữ MDRT. Ở giường, ở trong phòng ngủ, ở trên bàn làm việc hay là ở iPad. Chính vì thế mà mọi người thường gặp tôi hỏi tiến độ MDRT của chị nào, nhờ người khác nhắc nhớ hộ mình mục tiêu các anh chị nhé. Tôi có kế hoạch cụ thể để đạt, chia nhỏ cái mục tiêu của mình ra để làm. Ví dụ nếu với cá nhân tôi thì tôi thường chốt hợp đồng từ ngày 1 đến ngày 20. Còn từ 20 trở đi thì tôi sẽ lên kế hoạch khách cho tháng sau của tôi. Và ví dụ như hết quý 1 tôi đã đạt rồi, nhưng hiện tại thì tôi vẫn đang chạy COT. Và có thể là nếu may mắn hơn thì tôi sẽ cố gắng để đạt COT trong năm 2021. Đây là một danh hiệu cao quý nhất trong ngành bảo hiểm mà được cả thế giới công nhận chứ không phải chỉ ở Việt Nam. Khi mà mình được đứng trong cái đội ngũ này thì đó là một niềm vinh hạnh, vinh dự rất lớn. Khẳng định được cái giá trị bản thân của mình, khẳng định được cái vị trí của mình trong ngành bảo hiểm. Và đó cũng là một cái động lực để mình cố gắng nhiều hơn, để mình đạt được kết quả cao hơn. Và ngoài ra ở câu lạc bộ MDRT thì mình còn được học hỏi, còn được giao lưu với những người thành công. Con đường nhanh nhất để đi đến thành công là học từ những người thành công. Và ngoài ra là đó cũng là một cái cách để mình khẳng định thương hiệu bản thân của mình, để mình thu hút được những ứng viên tiềm năng, để mình phát triển đội nhóm của mình, để xây dựng cái sự nghiệp của mình ở AA ngày càng vững chắc hơn, lâu dài hơn. Anh nghĩ là thêm một điểm nữa là anh có thể thu hút được khách hàng và tạo được, xây dựng được cái lòng tin ở khách hàng rất là lớn. Bởi vì khi là MDRT thì chúng ta sẽ có một số cái đặc quyền khi mà khách hàng của chúng ta đến quầy và được chúng ta phục vụ. Anh và họ đang được phục vụ bởi là một người rất là chuyên nghiệp, đẳng cấp toàn thế giới, đó là MDRT. Em rất mong muốn, và không những mong muốn, em sắp chắc chắn là em sẽ phải chạy MDRT chọn đời. Tại sao lại em chọn đời? Thì nếu em là MDRT chọn thế thì là đồng nghĩa với khách hàng tham gia, đúng không? Lượng khách hàng được tham gia, được bảo vệ rất là nhiều. Còn tỷ lệ người dân Việt Nam có 90%, trong 100 người có 9 người tham gia bảo hiểm. Thứ hai, nếu đã là khách hàng của em, là khách hàng của MDRT, khách hàng sẽ được ưu tiên quyền lợi được duyệt nhanh, giải quyết nhanh chóng, ưu tiên khi thanh toán dịch vụ. Và đặc biệt, nếu em là MDRT, thu nhập của em chắc chắn là ở cái khung nhất, trần khung. Và điều em thích nữa là được đi du lịch. Tôi có một khách hàng sinh năm 82, lúc đầu anh ấy chỉ có ý định tham gia khoảng 450 triệu thôi ạ. Nhưng sau đấy thì tôi đã đẩy cây sai lên được gần 200 triệu. Thứ nhất đó là tôi có phân tích, tại vì anh này thì gia đình nhà anh sinh năm 82 thì gia đình nhà anh cũng khá là tốt. Bởi vì khi chúng ta đi thì chúng ta đến nhà khách hàng thì chúng ta luôn phải quan sát và có những cái câu hỏi đặt ra cho khách hàng. Tôi có nói với anh ấy là tham gia bảo hiểm mà để cho có thì chị nghĩ là nó không xứng tầm với em. Sau đấy thì tôi có hỏi bạn ấy là em có muốn là mình sẽ, khi mà mình không may mình có vấn đề gì xảy ra thì mình có muốn là, em có muốn là mình sẽ được vào những cái bệnh viện 5 sao, ví dụ như Pháp Việt hay không? Thì bên chị có những cái sản phẩm mà đáp ứng cho mình, ví dụ như bảo hiểm y tế thì mình vào chỉ được vào những viện gì ạ? Viện công. Và những cái viện công thì chúng ta vẫn phải bỏ ra chi phí rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì với bên chị thì tất cả những cái sản phẩm của bên chị thì nó đáp ứng cho em là, thứ nhất là vào đấy thì em không mất bất cứ một cái chi phí nào. Từ giường nằm em được nằm dịch vụ 5 sao, từ thuốc men em được dùng loại thuốc tốt nhất, bác sĩ em cũng được chọn bác sĩ. Và sau đấy thì tôi có bảo là em phải bảo vệ khoảng 10 tỷ mới xứng với em. Bởi vì thứ nhất, khi mình có vấn đề gì xảy ra thì
gia đình mình sẽ được đảm bảo tài chính như lúc mình vẫn còn đang đi làm. Tôi nhấn mạnh vào bệnh hiểm nghèo của chúng ta, đi sẽ được chữa bệnh, sẽ lấy tiền ở AAA để chữa trị bệnh hiểm nghèo. Và cái đấy thì ví dụ chăm sóc sức khỏe của chúng ta thì các anh chị biết là nếu như thời gian chờ của bệnh của u và hạch thì sẽ là trong vòng độ khoảng 1 năm, thì sau 1 năm thì sao ạ? Nếu như mà không may khách hàng bị mắc bệnh hiểm nghèo ung thư thì chúng ta vẫn được công ty mình vẫn cho tiếp tục tái tục. Thế nên là tôi đã đánh vào điểm mạnh đấy của công ty ta, của công ty chúng ta, và tôi đã thắng ạ. Và cái cuối cùng thì anh ấy chấp nhận là lên hợp đồng là bảo vệ gần 10 tỷ ạ. Có cái cách mà Trứ thường hay sử dụng, đó là mình sử dụng những cái lời vâng nhỏ đối với khách hàng. Tức là mình đưa ra những cái lời vâng nhỏ là sao anh? Tức là Trứ sẽ đưa ra những cái câu hỏi. Mà những câu hỏi này thì khách hàng không thể nào trả lời không được. Ví dụ như là Trứ hỏi trong gia đình anh chị thì anh chị đang là trụ cột của gia đình, đúng không ạ? Như vậy thì em thấy bảo hiểm nó rất cần thiết đối với gia đình mình để bảo vệ cái trụ cột này mãi mãi vững chắc, mãi mãi bền lâu, đúng không anh chị? Thế thì chắc chắn câu hỏi này khách hàng nói đúng, tôi trụ cột gia đình. Hay là Trứ sẽ hỏi là anh chị có đồng ý với em rằng không ai mà không cần bảo hiểm. Cái vấn đề bảo hiểm á, nó tồn tại xung quanh chúng ta. Khi anh lên xe máy, anh chạy xe đi làm, anh đợi cái mũ bảo hiểm lên thôi, đó là một hình thái bảo hiểm rồi. Khi anh đậu xe, khi anh ra khỏi nhà, anh khóa cửa lại cẩn thận, anh lắp camera để anh quan sát, đó là cũng là bảo hiểm để anh bảo vệ tài sản của mình, đúng không anh? Đấy, thì khách hàng cũng sẽ gật đầu. Chứ cũng có thể hỏi là với con số này 20 triệu một năm này thì em thấy nó phù hợp với gia đình mình rồi, như vậy theo anh chị thì mình thêm hay bớt được? Đấy, thì nếu như khách hàng trả lời thêm thì em làm thêm, khách hàng trả lời bớt xíu thì Trứ làm bớt xíu. Đấy, thì đó cũng là một mà em nghĩ chắc là chỉ có thêm thôi. Trứ cũng hay hỏi khách hàng của mình là với số phí này anh đóng theo anh thì anh có thể đóng nguyên năm hay nửa năm? Đấy, ví dụ khách hàng trả lời thôi tôi đóng nửa năm thôi, thì mình có thể đàm thoại thêm với khách hàng, khuyến khích khách hàng đóng trọn năm đi để mà anh khỏi mất công 6 tháng sau đi đóng tiếp. Hơn nữa mình đóng nguyên năm thì cái quyền lợi mình đảm bảo hơn. Hay là với số tiền đóng 1 năm thì đóng một lần 30 triệu này á, thì anh chị chỉ có một cái hợp đồng cho anh chồng thôi à. Còn người vợ thì chưa có hợp đồng. Cho nên trường hợp này thay vì anh chị đóng mỗi người 15 triệu thôi, để chúng ta được tham gia hai cái hợp đồng cho cả hai vợ chồng, bảo vệ trọn vẹn hơn, gia đình mình sẽ an tâm hạnh phúc hơn. Thì đây là cách mà để mình chốt được với khách hàng, mình nhận được cái gật đầu từ khách hàng.